nay chúng ta sẽ đến thăm sân bay quốc tế thứ hai của thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với việc khai trương sân bay mới vào tháng 6 năm 2021, Thành Đô đã trở thành thành phố thứ ba của Trung Quốc có hai sân bay quốc tế sau Thượng Hải và Bắc Kinh. Sân bay Thiên Phủ Thành Đô được khởi công vào tháng 5 năm 2016 với vốn đầu tư giai đoạn đầu là 10,8 tỷ đô la Mỹ. Ở giai đoạn hiện tại, tổng diện tích xây dựng mới chỉ là 710.000 m2 với công suất khai thác 40 triệu hành khách năm, khá nhỏ so với sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Riêng hai nhà ga có tổng diện tích là 330.000 m2, tức là gấp đôi tổng diện tích hai nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất cộng lại. Hai nhà ga có kiến trúc giống hệt nhau, nằm đối xứng, mỗi nhà ga có 3 cánh mở rộng. So với Đại Hưng thì mô hình thiết kế nhà ga của Thiên Phủ Thành Đô giống với mô hình hoàn chỉnh ở Long Thành của chúng ta hơn.